Thưa quý vị và các bạn, y học bào thai là một khái niệm hết sức mới mẻ trong lĩnh vực sản phụ khoa, không chỉ tại Việt Nam mà ngay cả trên thế giới. Vừa mới đây, lần đầu tiên ở nước ta, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã thực hiện thành công kỹ thuật can thiệp bào thai trong buồng ối, coi thai nhi như một bệnh nhân dưới sự hỗ trợ của hệ thống thiết bị hiện đại nhất tiêu chuẩn châu Âu. Đây được coi là một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực y học nước nhà, đồng thời khẳng định sự tiên phong của ngành y tế thủ đô trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 10 2019 tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sẽ thực hiện thường quy kỹ thuật cao về can thiệp bào thai, nghĩa là thai nhi trong bụng mẹ khi có dấu hiệu bất thường về các bệnh lý và dị tật sẽ được các bác sĩ nơi đây thăm khám, chẩn đoán, can thiệp kịp thời để cho ra đời những trẻ khỏe mạnh. Cách đây 4 ngày tại phòng mổ đạt chuẩn quốc tế của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, kíp phẫu thuật gồm các giáo sư hàng đầu châu Âu và các bác sĩ bệnh viện đã thực hiện thành công 2 ca phẫu thuật trong buồng ối đều có hội chứng truyền máu song thai và hội chứng giải sơ buồng ối. Nếu hai trường hợp thai phụ mang thai này không được phát hiện và can thiệp bào thai kịp thời, sẽ không giữ được thai nhi và nguy hiểm đến tính mạng của bà mẹ. Sau 4 ngày chăm sóc và điều trị tích cực đến nay, cả hai thai phụ sức khỏe ổn định, tình trạng thai nhi đang được theo dõi tích cực và phát triển tốt. Cả mẹ cả con bây giờ hiện tại thì thấy rất là ổn, mẹ thì khỏe, con cũng thấy con máy rồi. Và cho tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ban lãnh đạo bệnh viện, tới các y bác sĩ điều dưỡng và các mọi người, nhất là bác sĩ Ánh và bác sĩ Sim đã trực tiếp mổ cho tôi. Cũng không ngờ là một bệnh viện ở Việt Nam lại có thể chữa được bệnh như này. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, từ năm 2017 đến nay, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã liên tục cử các kíp phẫu thuật chuyên nghiên cứu về y học bào thai đi học tập tại châu Âu. Đây cũng là bệnh viện đi đầu cả nước và đứng thứ 2 châu Á Thái Bình Dương về thực hiện tốt chẩn đoán sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Bào thai cũng là một bệnh nhân. Và vì vậy, khi bào thai có những bệnh lý thì chúng ta cần phải cứu chữa để tăng cơ hội cứu sống những bào thai. Để dự phòng cho việc cái bào thai nó không có bệnh lý, thì ngoài công tác quản lý thai nghén và chăm sóc sức khỏe sinh sản, ngay từ đầu chúng tôi đang đặt vấn đề là sàng lọc những cặp vợ chồng chuẩn bị có con, xem bản thân bố mẹ có mang những cặp gen bệnh hay không. Thành công trong lĩnh vực y học bào thai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là tiền đề để chuyển giao phát triển công nghệ này tại các bệnh viện chuyên ngành trên toàn quốc. Các bác sĩ cũng khuyến cáo khi phụ nữ mang thai cần thực hiện sớm các xét nghiệm sàng lọc trước sinh để có những chẩn đoán chính xác và can thiệp xử lý kịp thời ngay từ trong bào thai, bởi điều này không chỉ mang lại niềm hạnh phúc cho mỗi gia đình mà còn góp phần giảm gánh nặng cho xã hội.